Mời quý độc giả của báo Đồng Nai điểm lại các tin tức đáng chú ý với tin nhanh audio hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Được chọn bán giao quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội hoặc đóng tiền thay thế. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ mới ký công văn đính chính Nghị định số 35 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo văn bản đính chính, trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Chủ đầu tư cũng có thể nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương, dành tiền để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Đồng Nai còn 71 dự án trong khu công nghiệp chưa triển khai. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, hiện các khu công nghiệp ở Đồng Nai còn 71 dự án chưa được triển khai với tổng vốn đăng ký 326 triệu đô la Mỹ, trong đó có 27 dự án của các doanh nghiệp FDI và 44 dự án của các doanh nghiệp trong nước. Nguyên nhân các dự án trên chưa triển khai là do đang hoàn tất các hồ sơ thủ tục về đất đai, xây dựng môi trường. Ngoài ra còn một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa khởi công xây dựng nhà xưởng. Dự án đầu tiên tại khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đây là dự án nhà máy chiếu xạ và trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ bức xạ ánh dương của công ty cổ phần chiếu xạ ánh dương thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có diện tích trên 2 ha, tổng vốn đầu tư là hơn 650 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào cuối tháng 7 này và đi vào hoạt động vào quý 3 năm 2024. Dự án nhà máy chiếu xạ và trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ bức xạ ánh dương, ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến vào lĩnh vực thanh khử trùng công nghiệp, nông sản, thực phẩm, kiểm dịch trái cây, khử trùng y tế. Nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ bức xạ vào sản xuất chế tạo vật liệu mới. Số ca mắc sốt xuất huyết tay chân miệng tiếp tục tăng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết trong tuần từ ngày 7 tháng 7 đến 13 tháng 7, Đồng Nai tiếp tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tay chân miệng phải nhập viện điều trị tăng cao. Trong đó ghi nhận 595 ca bệnh tay chân miệng, tăng 1,6 lần so với tuần trước đó và tăng 2,3 lần so với tuần cùng kỳ năm ngoái, vượt đỉnh dịch của năm 2022. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 3.000 ca mắc tay chân miệng. Dịch bệnh sốt xuất huyết cũng đang có chiều hướng phức tạp khi trong tuần có 132 ca bệnh phải nhập viện điều trị, không ghi nhận ca tử vong. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết trong toàn tỉnh từ đầu năm đến nay là hơn 2,1 ngàn ca, trong đó đã có 5 ca tử vong. 10 đến 13 năm tù cho các bị cáo trong vụ sai phạm tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Gia Kiệm. Thưa quý vị, chiều hôm qua 17 tháng 7, Tòa Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt đối với 6 bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Gia Kiệm, huyện Thống Nhất. Tòa tuyên các bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Quỹ Tín dụng Nhân dân Gia Kiệm bao gồm Phạm Ngọc Xuyến, 67 tuổi, nguyên giám đốc, 13 năm tù; Trần Ngọc Hưng, 78 tuổi, nguyên thủ quỹ, 10 năm tù; Vũ Thanh Hà, 63 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng, 12 năm tù; Trần Uy Quyền, 61 tuổi, nguyên kiểm sát viên, 12 năm tù; Trần Hiến Minh, 60 tuổi, nguyên kiểm sát viên, 12 năm tù; và Nguyễn Tiến Dũng, 46 tuổi, nguyên kế toán trưởng, 10 năm tù. Đồng thời buộc 6 bị cáo phải bồi thường tổng số tiền hơn 22,8 tỷ đồng. Riêng bị can Vũ Văn Hòa, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, phải nộp lại số tiền 6,2 tỷ đồng. Nguyễn Văn Lợi, nguyên trưởng ban kiểm soát quỹ, phải nộp lại hơn 3,7 tỷ đồng. Do hai bị can Hòa và Lợi đều đã chết nên giành quyền khởi kiện cho Quỹ Tín dụng Nhân dân Gia Kiệm bằng một vụ án dân sự khác. Mưa lớn làm cây xanh bật gốc chắn ngang quốc lộ 1. Trong cơn mưa lớn kèm dông chiều hôm qua 17 tháng 7, một cây xanh ven quốc lộ 1 đoạn qua phường An Bình, thành phố Biên Hòa bất ngờ bật gốc đổ ra chắn ngang đường. Cây xanh cao khoảng 15 m, tán rộng nên khi ngã đổ đã chiếm gần hết bề ngang quốc lộ 1, chỉ còn một làn đường cho các phương tiện qua lại. Tại thời điểm cây bật gốc ngã đổ, không có phương tiện nào lưu thông nên may mắn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên có một trụ đèn chiếu sáng và một biển báo trên quốc lộ 1 đã bị cây đè gãy. Nhận tin báo, đơn vị chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, xử lý sự cố. Trên đây quý vị vừa nghe tin nhanh audio, bản tin có trên các nền tảng của báo.